Hello anh em, hôm nay mình sẽ chơi game Mạch Kinh Tôm 1. Báo danh. Đập cho nó chín ngắt đi. Rồi, thế rồi. Cho đi vệ sinh ạ. Lúc nào vào cũng phải cho nó đi vệ sinh đầu tiên. Đóng cửa. Chà, xà bông cho nó. Chà, sạch người. Sữa chua này. À, cho mày tỉnh ngủ luôn. Vút về nó tí là nó lên level 14 ngay. Đó, các bạn thấy chưa? Lên level 14 nha. Có màu mắt mới à? Từ từ. Cho nó đạt 100% độ vui vẻ đó. Mới à? Mặt gì đây? Phải bỏ qua kính này ra mới được. Blue, mắt màu đỏ, màu đen luôn, chơi cả bộ lông màu đen luôn, mà thiếu mất 100 vàng. Đây mình sẽ chơi trò chơi trong đây nhá. Đó, một cái. Này 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 này. Đó, được một cái chìa khóa à kìa. Quá easy. Quá easy. Cái này rơi xuống chậm quá. Cái này rơi xuống chậm quá. Đây, phần này tha hồ mà bắn. Holy shit. Càng dần càng nhiều các bạn. Rồi, bắn sang bên này đi. Toàn 19 với 20 này, khó bắn quá. Khó mà phá hủy hết được cái chỗ này. Này, đấy, nó phải đập đi đập lại như thế mới phá hủy hết được. Chuyển màu. Rồi, chơi vậy rồi. Đó, được cái chìa khóa rồi. Chết ngất luôn.
thay cho nó bộ quần áo mới nhá. Bộ Trung Quốc này. Ok, đó, có cái áo mới ngay. Quên, xem có cái mũ nào. Không có mũ nào mua bằng kim cương nhỉ. Có mà nhiều level chưa đủ để mua. Thôi, đội mũ này không hợp cho lắm, nhưng mà thôi vẫn phải đội. Ok, mình sẽ sang game My Tom 2 nha. Ok, chúng ta đã vào My Tom 2. Đó, hôm nay chúng ta chơi. Mình sẽ cho nó đi vẽ tranh đi nhỉ. Đây, tô màu con này đi. Ô, bộ màu mới à? Cho cái máy bay này màu này. Cái viên máy bay màu xanh này đi. Con này cho màu tím. À, cứ một bên tím bên xanh. Đây, lưỡi cho màu đỏ đi. Oh. Xanh này. Màu nâu đâu? À đây, cho cái này cùng màu đi. Tím này. Mua nốt cái này. Đây. Cánh quạt nó quay màu kim tuyến. Nên lấy màu xanh này. Màu xám đây. Ok, hoàn thiện bức tranh. Cũng khá đẹp ạ. Cho mày tắm thật kỹ à. Xả qua nước đi. Cho đi vệ sinh. Mình phải đi mua thêm đồ để xay ra nhiều loại nước mới được. Ok, chuối này, cái bánh này này. Ok, vậy là đủ. Ấy nhầm, bánh này. Ôi nhầm. Quên. À, nổ tung cái máy xay sinh tố. Fit ngay lập tức. Một loại nước. Mấy cái kẹo này đây. Okay. Uống thử xem nó có bị làm sao. Bay lên trời. Còn hai cái sinh tố của mình đâu nữa nhỉ? Đây. Oh, chuyển thành màu đen trắng. Chuyển thành màu đen trắng này. Nó bị đau đầu. Vả cho nó tỉnh. Cho bộ mới đi.
mua cho nó mấy cái bộ quần áo mới. Smart. Đó, đủ bộ của nó luôn. Oh, à, lại bị chấn thương. Vẫn đau đầu tiếp. Vả thì tỉnh đi thôi. Ok, kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.